vì lúc đó là bản năng rồi, nó không còn lý trí nữa đâu. Ngu xuẩn nhất có thể, nham hiểm nhất có thể. Này lỗi tại tôi. Ủa, bà về rồi đó hả? Phụ tôi dọn nhà đi, chiều qua khách đó. Thiệt luôn á, tôi mới đi về, con Lan đâu sao không kêu nó? Nó vừa xin tiền tôi, đi ra ngoài mua cái gì á? Bởi, ông cứ chiều nó như vậy không phải là tốt đâu. Con gái mới lớn ông phải biết kiểm soát nó chứ. Tôi bằng trăm công ngàn việc lo kinh tế cho cái nhà này, thời gian nó mà kiểm soát nó. Nó có chân thì nó đi, canh cửa trước, nó đi cửa sau, canh cửa chính, nó trèo vào. Bà nói được, xong ở nhà canh nó đi, bà có làm gì đâu. Ông nói như vậy tôi cũng hết cả. Ông đợi cho nó vác cái bụng bầu về nhà này, ông mới sáng mắt ra. Gia đình chỉ có đúng một người con, nhưng từ nhỏ cô gái này đã mất kiểm soát vào các mối quan hệ, sớm cặp bồ và giao du với những thanh niên vô giáo dục. Chính vì lẽ đó mà bà Tâm thường khắt khe với con gái của mình. Giây phút em gặp anh thì em biết em si tình. Tình mình tình tăng 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 tăng. Tình mình tình tăng 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 tăng. Mày làm gì hát hò ông sầm vậy hả? Nay mày hút cái này nữa hả? Tôi hút cái gì thì kệ tôi. Sao má cứ xen vô hoài vậy? Có gì vậy? Đó, ông coi đi. Đây là hậu quả của việc ông nuông chiều nó đó. Bây giờ nó ăn mặc như vậy nè, rồi nó còn hút cái này nữa nè. Tại sao vậy Lan? Ba. À đó. Không đi có kìa nè. Được. Em tôi qua đi được. Hút cái này thì sao? Bạn bè tôi hút đầy rồi đó. Tao cấm mày, không được hút cái này nữa. Nhiệm vụ của mày là lo ăn học cho tử tế. Đưa ra. Học đại học, ra làm lương cũng có 6-7 triệu bằng công nhân thôi. Nên tôi cũng chỉ học đại cho vừa lòng mà thôi. Cái con này. Giết nó. Bên đây nè. Đánh nó đi kìa, đánh nó đi. Trời ơi. Thua luôn rồi thấy chưa? Anh chơi ngu vậy á, sao thắng nổi tụi này? Thôi dẹp đi. Tại em không nạp tiền nên mới không mua đồ chơi được đó. Tiền hôm bữa em đưa cho anh mua đá chơi hết rồi. Ừ. Thì thôi, giờ không có tiền thì làm gì được. Cái đó em phải hỏi anh mới đúng. Anh là bạn trai em mà. Thì hết cách rồi. Bà già của anh thì đang thiếu nợ, giang hồ tới đòi hàng ngày kìa. Chứ bây giờ anh muốn em phải làm sao? Hay là em xin ổng đi. 10 triệu. Học phí gì mà cao chứ mày con. Thời buổi giờ cái gì cũng lên giá hết trơn á. Cái điện thoại của con nè, hơn cả chục triệu rồi. Học phí có 10 triệu à, có thấm thía gì đâu ba. Ba chuyển tiền cho con rồi đó. Wow, cảm ơn ba nhiều nha, đúng là ba của con.
Mà đây, đừng có nói cho má con biết nha. Má Công á, bà là bà đi học á, nhớ về sớm, có gì phụ má con nghe chưa? Rồi, con biết rồi. Biết cha thương mình nên nhiều lúc Lan chỉ vòi vĩnh ông Phúc. Là đứa con gái duy nhất nên người đàn ông này cũng hay lén lút vợ mình để đáp ứng yêu cầu của con. Bộ có chuyện gì hả? Bên công trình không có chuyển tiền, anh em công nhân đòi lương quá trời. Thì nói với họ từ từ trả tiền. Thì tôi cũng phải lo chứ, bởi vì tài khoản của tôi đâu còn đồng nào nữa đâu. Hôm trước ông mới nói với tôi ông còn 10 triệu, mà bây giờ ông nói hết tiền. Ông đi nhậu hết rồi phải không? Nhậu đó mà nhậu. Chứ sao? Bữa về á, con Lan nó xin tiền học phí cho nên tôi đưa hết cho nó rồi. Hồi tháng trước tôi mới đóng tiền học phí cho nó xong, sao không chịu bàn vụ này với tôi? Tôi đâu có biết đâu, thì nó xin thì tôi đưa cho nó. Ở ngoài kia người ta nói con Lan này nọ, có mình ông là mù quáng thôi. Một chuyện rối ren quá, bà lo xử lý đi. Vì công việc nên người cha này cũng có phần lơ là trong việc giáo dục con. Mỗi khi vợ nhắc đến Lan thì ông Phúc luôn bỏ ngoài tai. Cái gì vậy nè? Trời đất ơi, con gái con đứa mà say xỉn vậy đó hả? Mà giờ này là đáng lẽ mày đang ở trường mà, ra cho mày ăn mặc như vậy hả con? Mày tính làm khổ mẹ mày đến khi nào nữa hả? Khùng cái gì mà lãi nhãi hoài á. Mày chán sống rồi, mày mất dạy. Bà của em đi không? Hết chữa rồi đó đó. Về cái nhà này tôi nghe bà giữa tôi còn chịu không nổi nữa. Mày chịu tôi không nổi thì mày biến cho khuất mặt tao. Sau này mày đừng bao giờ hối hận về những gì mà mình đã làm. Bà yên tâm đi, con này cũng không cần bà nuôi nữa đâu. Chính câu nói này của bà Tâm đã kích động Lan bỏ nhà đi theo Hải. Từ bước ngoặt này, cô gái trẻ đã sa ngã hoàn toàn theo những cạm bẫy xã hội. Cô Tâm, chú Phúc ơi, có chuyện gì vậy chú Sáu? Tôi có đi hỏi mấy anh em dân phòng rồi, thằng Hải là thằng nghiện ngập, rồi ăn trộm ăn cắp, có tiền án tiền sự. Mà có người lại thấy con Lan nhà anh chị leo lên xe cho thằng Hải chở đi. Tôi thấy chuyện bây giờ là anh chị nên báo với công an để mà tìm con nhỏ đi. Thôi anh ơi, xấu hổ lắm. Chuyện này mà làm ầm lên, dòng họ nhà tôi biết được là mất mặt lắm. Con mình thì mình lo, có gì đâu phải sợ xấu hổ mất mặt. Bà Tâm bình thường hay lớn tiếng với chồng con, nhưng khi đụng chuyện thì không dám trình báo với chính quyền. Đây là một suy nghĩ sai lầm. Còn tiền không? Cho ít đi. Em còn đang định hỏi anh đó, anh còn không? Đóng tiền nhà trọ hết rồi. Đừng nói tối nay uống nước lã thay cơm nha. Biết làm sao được, bây giờ không đóng tiền thì tối hai đứa ra ngoài đường ngủ. Vậy giờ anh tính sao? Tiếp khách. Cô gái này không hề ý thức được chính thân thể của mình là do công cha mẹ sinh thành và nuôi khôn lớn. Vì nghe theo lời của bạn trai nên Lan chấp nhận bán mình cho những người đàn ông thích của lạ. Cá nhân người thanh niên này dùng thể xác của Lan để trục lợi cho chính mình. Tiền mà Lan bán dâm có được, Hải mua hết ma túy để sử dụng.
Sau một thời gian theo dõi, lực lượng công an cũng bắt được người thanh niên này trong lúc đang tàng trữ chất cấm trong người. Tuy sống cùng Hải nhưng không sử dụng và tàng trữ ma túy nên Lan không bị truy tố. Nhưng hành vi bán dâm của cô gái trẻ này bị lực lượng chức năng phạt hành chính theo đúng quy định pháp luật. Tạp, con hộp sữa đi nha. Vì ngày hôm nay không ăn uống gì rồi. Ông cứ mặc kệ nó đi. Bà vừa phải thôi, bớt bớt cái miệng lại. Lần trước, nếu như bà không la lưỡi ông xòm nó đâu có bỏ đi, đâu ra cái cơ sở như thế này. Sao ông không ở nhà mà dạy dỗ nó đi? Này, tôi nói cho bà biết nha. Kinh tế cái gia đình này một mình tôi cáng đáng. Nếu như tôi ở nhà tôi lo cho con, cái nhà này chết đói hả? Ông vĩ đại quá. Bà không bao giờ nói nhẹ nhàng với chồng con một tiếng nào. Vô phải thôi. Này ông dám đánh tôi nè. Là do mày, mày làm ô nhục cái gia đình này. Cô Tâm ơi, cô Tâm. À, chú Phúc, chú nói với cô Tâm lên công an phường để nhận lại căn cước công dân nha. Mẹ ơi, mẹ tắt thở rồi. Mẹ, mẹ ơi. Bà Tâm. Bà có còn lương tâm không hả? Cuối tháng này mẹ tôi phải về nước rồi. Bà mà biết cái vụ này là bà không để yên cho tôi đâu. Bà chỉ lo mẹ bà trách bà thôi hả? Chứ đã bao giờ bà nghĩ tới sự an toàn của con gái bà chưa hả? Còn hơn là khi sinh đứa bé này ra, không biết cha của nó là thằng Hải hay là những thằng mà nó đã ăn nằm. Ông mà cản tôi lần này, tôi ly dị ông luôn. Nói cho bà biết, ba mà làm theo ý của bà, tôi giết bà là được. Tôi thách ông giết tôi đó. Nỡ lòng nào mà đưa con gái mình vào chỗ chết. Tôi sẽ làm theo ý của mình. Bà Tâm. Trong cơn nóng giận vì vợ mình làm một việc trái với đạo lý nên ông Phúc đã không kiềm chế được cơn giận, vô ý làm chết bà Tâm. Từ một gia đình hạnh phúc, chính sự sa ngã của Lan đã đưa ba mẹ mình vào một thảm kịch. Ngày cha ra tòa nhận bản án 16 năm từ hội đồng xét xử cũng chính là ngày Lan hạ sinh một bé gái kháu khỉnh. Giờ đây, những tháng ngày vắng bóng mẹ cha, cô gái trẻ này càng rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi mình tự chăm sóc bản thân và nuôi con nhỏ. Ba chuyển tiền cho con rồi đó. Ông Phúc phải sắp xếp công việc phù hợp để giáo huấn và quan tâm con gái mình hơn, tránh những trường hợp nuông chiều quá mức sẽ dẫn đến một hệ quả khôn lường. Bất công không? Bà là bà, con cho ba biết cái thông báo học phí đi. Thôi thôi, con không cần nữa. Đứng lại đó. Dạo này á, ba thấy con học hành chảnh mảng lắm nha. Bớt giao du với đám bạn lại. Đừng có để thi rớt tốt nghiệp. Biết rồi. Nếu mà con thi rớt tốt nghiệp, ba sẽ đưa con vào trung tâm giáo dục thanh niên á, hiểu chưa? Ra cho mày ăn mặc như vậy hả con?
Mày tính làm khổ mẹ mày đến khi nào nữa hả? Bà Tâm cũng phải tự ý thức lại bản thân và dùng những lời lẽ hòa nhã đối với chồng con. Đôi khi, chính những lời nói cứng nhắc của bà sẽ làm cho những người trong cuộc vô cùng ức chế. Sau này, con gái ăn mặc ý tứ một chút nha con. Mẹ ơi, con đói quá. Ừ, để mẹ xuống mẹ nấu cháo cho con ăn nha. Khi nào con tỉnh rượu, hai mẹ con mình nói chuyện sau nha. Nè, tôi nói cho bà biết, ba mà làm theo ý của bà, tôi giết bà là vô. Thay vì dùng hành vi bạo lực trong cơn tức giận, người chồng này phải giải thích và khuyên răn vợ mình cho đúng đạo lý. Ngược lại, chính bà Tâm cũng phải bao dung hơn, thấu hiểu hơn, cùng chồng lo lắng cho Lan và dạy dỗ con gái mình sống tử tế. Phá thai là một hành động vô đạo đức, vô lương tâm. Nhưng nếu không làm như vậy, má tôi về biết thì sao? Không sao đâu, mình có nói thật cho bà biết. Tôi nghĩ là má sẽ thông cảm và tha thứ cho cháu thôi. Con mình là cháu ngoại của bà nữa, đúng không?